Chào mọi người, mình là Hoàng Anh từ Prevship. Hiện tại đang là cái lúc 5:30 buổi chiều, hoàng hôn rất là đẹp. Thực ra là trăng đã lên rồi. Rất là đẹp. Đây là khách sạn Intercontinental Hà Nội, nằm ở số 5, đường Từ Hoa Công Chúa. Đây là mình đang đi về cái căn phòng 834. Đây là sẽ nằm trên khu vực mặt nước, Overwater. Thì hôm qua thì mình ở cái phòng Grand Suite 202, rất là đẹp. Hôm nay thì Mr. Colin và Mr. Eric thì có bảo là xuống thử phòng này sẽ đẹp hơn. Và mọi người nói chung là đi lại rất là lộn xộn. Khoảnh khắc chiều hoàng hôn rất là đẹp. Đây là cái căn phòng hôm qua mình ở đây. Phòng có ban công đã được dọn dẹp sạch sẽ. Rất là cảm ơn anh Eric và anh Mr. Colin đã rất là hỗ trợ mình. Tình cờ gặp nhau ở Sài Gòn, mình cũng đặt phòng ngay lập tức. Đây là Sunset Bar, cái nơi rất là nổi tiếng. Tuổi trẻ của mình đã từng đến đây khá là vài lần, chỉ để uống nước và ngắm cảnh. Rất là đẹp. Đây chắc chắn là cái trải nghiệm nên không thể bỏ qua tại Hồ Tây. Đặc biệt là không những ở Hồ Tây mà cả Hà Nội nữa. Lần nào mình đến bây giờ mình sẽ đi vlog nào anh nhỉ? Dạ. Đi thẳng anh. Đây là cái khu nhà nổi trên mặt nước. Đây, mọi người có thể nhìn thấy 834. Dạ chào bạn. Thì cái căn phòng này mình nghĩ là nó cũng nhỏ thôi anh nhỉ? Có là phòng bình thường. Dạ. Cái view. View. Dạ. Rộng. Không gian rất là ấn tượng. Trải nghiệm như một cái resort ở tầng trên này, tầng dưới level 2. Chỗ này là dành cho lý tưởng cho những cặp đôi để đi bộ rất là tiện. 834 Overwater Panoramic. Đây, cảm ơn anh. Đây là mọi người đã mang hết hành lý vào cho mình rồi. Không gian thì không có gì. Tầm nhìn toàn cảnh. Buổi chiều rất là đẹp. Hồ Tây. Cảm ơn mọi người. Các bạn, mình là Hoàng Anh từ Prevship. Mọi người đang có mặt tại sân hiên tuyệt vời, vô cùng tuyệt đẹp của khách sạn Intercontinental Hà Nội Westlake. Nơi này là cái nơi bạn có thể ngắm rất xa tòa nhà Lotte Golden Square, rất ấn tượng. Một loạt các cái thắng cảnh của Hà Nội trong tầm mắt. Đây là khu vực đường Thanh Niên, đang di chuyển trong cái ngày cuối tuần. Chào các bạn, mình là Hoàng Anh từ Prevship. Hiện tại mọi người đang có mặt tại khách sạn Intercontinental Westlake Hà Nội. Thì lúc này là lúc 2:35. Khung cảnh rất là đẹp.